Hội chợ triển lãm công nghệ ngành thủy sản Việt Nam lần thứ nhất Fishtech đã diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là triển lãm quy mô lớn về ngành thủy sản lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực miền Bắc. Triển lãm có sự tham gia của các gian hàng trưng bày các sản phẩm thức ăn, thuốc, chế phẩm, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong tất cả các lĩnh vực liên quan tới ngành nuôi trồng thủy sản. Với chủ đề tiềm năng công nghệ hiệu quả bền vững, ở phiên hội thảo tại Fishtech là nơi chia sẻ thông tin, cập nhật kiến thức và những công nghệ mới nhất của ngành nuôi trồng thủy sản trong nước cũng như quốc tế.